công vụ các sứ đồ đoạn 10 Trong thành Cesare có một người tên là Cọt Nay làm đội trưởng của đội binh gọi là Italy người vẫn là đạo đức cùng cả nhà mình đều kính sợ Đức Chúa Trời người hay bố thí cho dân và cầu nguyện Đức Chúa Trời luôn không thôi Đang ban ngày nhằm giờ thứ 9 người thấy rõ ràng trong sự hiện thấy có một thiên sứ của Đức Chúa Trời vào nhà mình và truyền rằng hỏi còn nay, đôi mắt người ngó chăm thiên sứ và run sợ lắm thưa rằng lạy chúa có việc chi thiên sứ nói lời cầu nguyện công sự bố thí ngươi đã lên thấu đức chúa trời và ngài đã ghi nhớ lấy và bây giờ hãy sai người đến cùng giúp b thành giúp b mời simon nào đó cũng gọi là fier người hiện trọ nơi simon là thợ thuộc gia ở gần nhà gần biển khi thiên sứ là đấng truyền cho người đã trở lui, thì cọt nay gọi hai người trong đám đầy tá mình và một tên lính tiên kính trong những lính thuộc về mình. Mà thuật lại, mọi điều cho họ nghe, rồi sai đến thành giúp bê. Bữa sau, trong lúc ba người ấy đang đi đường và đã đến gần thành, vừa nhằm giờ thứ sáu, Führer leo lên mái nhà để cầu nguyện. Người đói và thèm ăn. Khi người ta đang dọn cho ăn thì người bị ngất trí đi người thấy trời mở ra và có vật chi giống như một bức khăn lớn níu bốn chéo lên, dán xuống và xa đến đất. Thấy trong đó có những thú bốn cẳng, đủ mọi loài, côn trùng bò trên mặt đất và chim trên trời. Lại có tiếng phán cùng người rằng, hỡi phi rơ hãy dậy làm thịt và ăn. Xong phi rơ thưa rằng, lại chúa chẳng vậy, vì tôi chẳng ăn giống gì, do giấy chẳng sạch bao giờ tiếng đó lại phán cùng người lần thứ hai rằng phàm vật chí đức chúa trời đã làm cho sạch thì chớ cầm bằng dơ dái lời đó lặp lại ba lần rồi vật ấy liền bị thâu lên trên trời fierrer đang nghi ngờ về ý nghĩa của sự hiện thấy mình đã thấy thì các người mà cọc nay sai đi đã hỏi thăm được nhà simon và tới đứng tận cửa họ kêu và hỏi đây có phải là nơi simon tức fierrer ở chăng fierrer còn đang ngẫm nghĩ về sự hiện thấy đó thì Đức Thánh Linh phán cùng người rằng, kìa, có ba người đang tìm ngươi. Vậy, hãy đứng dậy, xuống mà đi với họ, chớ hồ nghi, vì ta đã sai họ đó. Phi Rơ bèn xuống cùng họ mà nói rằng, ta đây là các ng người các ngươi đang tìm, các ngươi đến đây có việc gì? Họ trả lời rằng, đội trưởng cọt nay là người công bình, kính sợ Đức Chúa Trời. Cả dân đa đều làm chứng tốt về người người đó đã bởi một thiên sứ thánh mà chịu mạng lệnh từ nơi cao rằng phải mời ông về nhà và nghe lời ông. Führer bèn mời họ vào nhà và cho trọ tại đó. Ngày mai Führer chờ dậy đi với họ. Có một vài người trong hàng anh em từ giúp B cùng đi với. Vừa sau đến thành Cesare. Còn nay với bà con và bạn thiết mà người đã nhóm lại tại nhà mình đang chờ đợi. Führer vừa vào thì cọt nay ra rước phục xuống dưới chân người mà lại nhưng Fiera đỡ người dậy nói rằng người hãy đứng dậy chúng ta đây cũng chỉ là người mà thôi Fiera đang nói chuyện với cọt nay bước vào thấy có nhiều người nhóm lại người nói cùng chúng rằng người Juda vốn không được phép giao thông với người ngoại quốc hay là tới nhà họ nhưng Đức Chúa Trời đã tỏ cho ta biết chẳng nên coi một người nào là ô uế hay chẳng sạch. Nên khi các ngươi đã sai tìm, thì ta chẳng ngại gì mà đến đây. Vậy ta hỏi vì việc chi mà các ngươi mời ta đến? Cọt nay trả lời rằng, đã bốn ngày nay, nhằm giờ thứ chín, tôi đang ở nhà cầu nguyện, thành linh có một người mặc áo sáng lòa hiện ra trước mặt tôi, mà phán rằng, hỡi cọt nay, lời cầu nguyện ngươi đã được nhậm, Đức Chúa Trời đã ghi nhớ việc bố thí của ngươi Vậy ngươi hãy sai đến thành gió B, mời Simon là rơ đến đây. Người đang ở tại nhà Simon thợ thuộc gia gần biển. Tức thì tôi sai đi tìm ông. Mà ông đến đây là rất phải. Và bây giờ thái thải chúng tôi đang ở trước mặt Đức Chúa Trời để nghe mọi điều Chúa đã dặn ông nói cho chúng tôi. rơ bèn mở miệng mà nói rằng Quả thật ta biết Đức Chúa Trời chẳng hề vị nể ai nhưng trong các dân hễ ai kính sợ ngài và làm sự công bình thì nấy được đẹp lòng chúa ấy là lời ngài đã phán cùng con cái israel khi rao giảng tin lành về sự bình an bởi đức chúa Giêsu christ tức là chúa của loài người việc đã bắt đầu từ xứ galilee rồi tràn ra trong cả xứ vũ đê cái sau dân đã làm ra phép bắp tem thì các ngươi biết rồi thế nào đức chúa trời đã sức cho đức chúa Giêsu ở nazareth bằng đức thánh linh và quyền phép rồi ngài đi từ nơi nọ qua chỗ kia làm phước và chữa lành hết thảy những người bị ma quỷ ức hiếp vì đức chúa trời ở cùng ngài chúng ta từng chứng kiến về mọi điều ngài đã làm trong xứ người juda và tại thành jerusalem chúng đã treo ngài trên cây gỗ mà giết đi nhưng ngày thứ ba đức chúa trời đã khiến ngài sống lại là cho ngài được tỏ ra chẳng hiện ra với cả dân chúng nhưng với những kẻ làm chứng mà đức chúa trời đã chọn trước, tức là với chúng ta, là kẻ đã ăn uống cùng Ngài sau khi Ngài từ kẻ chết sống lại. Là Ngài đã biểu chúng ta khá giảng dạy cho dân chúng và chứng quyết chính Ngài là đấng Đức Chúa Trời đã lập lên để đoán xét kẻ sống và kẻ chết. Hết tại các đấng tiên tri đều làm chứng này về Ngài rằng hệ ai tin Ngài thì được sự tha tội vì danh Ngài. Khi Fierro đang nói thì Đức Thánh Linh dán trên mọi người nghe đạo. Các tín đồ đã chịu phép các bì là những kẻ đồng đến với Fierro đều lấy làm lạ vì thấy sự ban cho Đức Thánh Linh cũng đổ ra trên người ngoại nữa. Vì các tín đồ nghe họ nói tiếng ngoại quốc và khen ngợi Đức Chúa Trời. Bây giờ Fierro lại cất tiếng nói rằng người ta có thể từ chối nước về phép bắp tem cho những kẻ đã nhận lấy Đức Thánh Linh cũng như chúng ta chăng? người lại truyền làm phép bắp tem cho họ nhân danh để chúa giêsu christ họ bèn nài người ở lại với mình một vài ngày